Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Ngày hôm nay thì xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một cặp mai bình sứ Bát Tràng vẽ tay, và đây gọi là sản phẩm gọi là men lam vẽ tay. Sản phẩm thì được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam với chất sứ là chất sứ trắng. Em sẽ gõ thử cho mọi người nghe âm thanh nhé. Âm thanh thì rất đanh, trong và vang tiếng. Và sản phẩm này thì với cái độ bền của sản phẩm là về cái màu của họa tiết sẽ là bền trường tồn với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng, nghĩa là nó sẽ như thế này mãi mãi nhé. Sẽ như thế này, độ bóng và độ bền màu nó sẽ là trường tồn với thời gian. Và tác phẩm này với chiều cao là 80, tính từ chân cho đến phần miệng này là 80, không tính cái phần đế này. Và đường kính bụng là 42. Đường kính bụng là 42 cm. Thì về cái kích thước này thì có khi là sẽ thay đổi nhá, chứ không phải lúc nào cũng sẽ chính xác như thế này. Bởi vì những cái sản phẩm sản xuất thủ công như thế này, cái khuôn sẽ giữ nguyên, nhưng mà cái đất có khi là cái xương nó sẽ co ngót khác nhau, cái độ co ngót của cái đất nó sẽ khác nhau. Chính vì vậy là cái kích thước có thể cũng sẽ khác nhau, chứ không phải lúc nào cũng chuẩn zin là như vậy. Mẫu này thì được vẽ bốn cái cảnh sơn thủy nhá. Và trên mỗi một cảnh sẽ được viết một câu thơ. Em sẽ quay xung quanh cho mọi người ngắm nhìn tác phẩm này. Mẫu này thì chúng ta trưng bày ở phòng khách rất là đẹp. Trưng bày ví dụ có thể trưng bày ở kệ tivi, trưng bày ở hai bên đôn, ở bộ bàn ghế, sofa, hoặc là trưng bày ở phòng thờ. Với những cái phòng thờ mà nhà anh chị mà không thích bày lộc bình nữa, bởi vì có thể là nhà nào cũng bày mình cảm thấy là không thích nữa và mình muốn có một cái phong cách riêng, thì anh chị có thể lựa chọn cái mai bình như thế này. Anh chị có thể sử dụng là một cái đôn cao lên khoảng tầm 5-60 và cộng thêm cái bình này cao là 80 nữa, thì nó cũng sẽ lên khoảng tầm hơn một mét mọi người nhé. Một cặp này rất là to đấy. Cặp này là hàng mộc chưa vẽ vàng. Bình thường sẽ có những cả cặp vẽ vàng. Cặp này mà vẽ vàng lên đẹp lắm. Cặp này vẽ vàng lên rất là đẹp nhé. Thì tất cả những cái mẫu sản phẩm em giới thiệu trong quảng cáo ấy thì không phải lúc nào cũng có sẵn. Bởi vì cái cặp này hiện tại ở thời điểm này là đang có một cặp, có khi ví dụ như khách lấy rồi thì là sẽ hết. Nếu như mà hết thì làm sẽ phải đặt mất khoảng tầm 15 cho đến 20 ngày để có thể giao sản phẩm hoàn thiện để giao đến tay khách hàng. Hàng mộc còn ví dụ như hàng vẽ vàng thì có thể sẽ mất lâu thời gian hơn. Và tất cả những sản phẩm này bên em đều giao tận nơi toàn quốc nhé. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng mẫu, nguyên vẹn và không xích mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Thế nên là mọi người yên tâm, không sợ là sản phẩm không như quảng cáo. Mọi người được nhận hàng, mọi người được mở ra và kiểm tra phải nguyên vẹn và giống như trên quảng cáo thì mọi người mới nhận hàng. Cái sứ này nó sẽ trắng nhé. Cái màu trắng này là bản thân là màu trắng của đất. Cái đất này là đất sét trắng xương trong, được tinh lọc rất là kỹ càng để loại bỏ toàn bộ cái tạp chất. Khi mà nung lên nó sẽ trắng như đá, nó trắng như tờ giấy như thế này. Đấy. Nhiệt độ nung là lên đến 1300 độ C. Lên đến 1300 độ C nhá. Mức nhiệt rất là cao để cho ra cái loại sứ trắng như thế này. Ở dòng này thì được gọi là dòng vẽ kỹ rồi. Còn trong gốm sứ thì có rất nhiều cái kiểu vẽ. Ví dụ như dòng này gọi là vẽ kỹ, còn những dòng mà vẽ siêu kỹ và những cái dòng vẽ thường nữa thì cái dòng này là ở tầm trung, ở trung mọi người nhé. Mọi người có thể vào mục danh sách phát của em để xem những cái dòng siêu kỹ. Mọi người có thể lên trên đó để xem. Siêu kỹ thì nó sẽ đắt hơn là cái dòng vẽ kỹ này rất là nhiều. Sẽ quay cho mọi người tham khảo nhé, ngắm nhìn. Giá một cặp sẽ là trên 20 triệu. Giá một cặp như thế này sẽ là trên 20 triệu. Giá chi tiết thì mọi người có thể liên hệ. Bởi vì những cái sản phẩm như thế này, cái giá có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu như mọi người quan tâm thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp để bên em có thể là tư vấn chi tiết cho mọi người. Tùy mẫu, tùy vào mẫu cảnh mọi người nhé, mà cái giá nó sẽ khác nhau. Ví dụ đây như mẫu tứ cảnh này thì nó sẽ ở mức giá, còn ví dụ như những cái mẫu họa tiết khác thì cái mức giá nó cũng sẽ khác, chứ không phải là tất cả các mẫu đều có một mức giá giống nhau. Cái cặp này thì nó vẽ cảnh là sơn thủy, nó rất nhiều hoài niệm ở trong đây. Khi mà mọi người nhìn vào, nhất là với những cô chú mà tầm trung tuổi và tầm lớn tuổi rồi, thì trong đây là vẽ cảnh sơn thủy đồng quê, là những cái hoài niệm. Khi mà mình nhìn vào đây có thể là sẽ nhìn thấy những cái kỷ niệm tuổi thơ của mình trong những cái tác phẩm như thế này. Vì là sản phẩm vẽ tay nên là ví dụ như hai chiếc bình này, những cái chi tiết nhỏ có thể sẽ khác nhau, chứ không phải là sẽ giống nhau 100% mọi người nhé.
có thể sẽ khác nhau chứ không phải là giống nhau 100%. Ví dụ như là có thể cái phần núi này, có thể là cái tô, cái độ đậm nhạt nó cũng sẽ khác cái chiếc bình bên kia, chứ không phải là sẽ giống nhau y hệt 100% như là hàng dán đề can. Dán đề can là gì? Dán đề can là thay vì là phải vẽ tay thì sẽ có một cái tờ giấy có họa tiết sẵn rồi, thì mình chỉ dán lên bình là cái họa tiết nó sẽ bám vào như vậy. Như đấy thì gọi là dán đề can, còn đây gọi là vẽ tay. Tác phẩm này mấy hôm nữa em sẽ cho đi vẽ vàng, sẽ lên rất là đẹp đấy. Giờ em xin phép được quay cận hơn vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm này, cũng như là nhìn rõ các cảnh ở trên tác phẩm này nhé. Hiện tại thì em đang quay cận vào, thì ở đây là phần hai cảnh là mùa thu này. Với cái mẫu này thì anh chị có thể bày so le và bày, ví dụ như anh chị có thể bày chung một mặt là mùa thu ra để chúng ta ngắm nhìn, và cũng coi như là bày so le như thế này, thu hoặc đông, thu hoặc xuân, đấy, tùy thuộc mọi người nhé. Để có rất nhiều cách bày về cái mẫu tứ cảnh như thế này. Ở đây có cái câu thơ là thu thịnh vượng an khang, tức là mùa thu thịnh vượng an khang. Đấy, anh chị cùng quan sát đấy, cảnh những ngôi nhà này, nhà sông núi, những con thuyền nhỏ, những mảnh vườn, những ngôi nhà tranh. Đây, trên cổ thì được vẽ hình ảnh lá, lá cây. Liễu rất là to nhé, cây liễu rất là to đang rủ xuống. Đây là dưới chân của tác phẩm, dưới chân thì được vẽ họa tiết hoa văn như thế này. Đây, dưới chân được vẽ xung quanh họa tiết hoa văn đều như thế này mọi người nhé, ở dưới chân của tác phẩm. Cái màu này là màu trắng của sứ mọi người nhé, màu trắng của sứ. Sẽ khác với những cái sản phẩm sứ Trung Quốc, khác với sản phẩm sứ Trung Quốc, sứ bát tràng nhiệt độ nung sẽ cao hơn, nghĩa là khác với sản phẩm sứ Trung Quốc so với cái dòng hàng gọi là hàng thấp của Trung Quốc mọi người nhé, hàng thấp của Trung Quốc, bởi vì cái sứ này của bát tràng thì nó sẽ trắng hơn, trong hơn. Tiếp theo em sẽ quay cảnh tiếp theo cho mọi người ngắm nhìn. Mùa hạ. Mùa hạ thì được chế tác thì như mọi người nhìn thấy là hình ảnh một cái dòng sông đây, ở trên thác nước ở trên núi đổ xuống. Hạ phú quý vinh hoa, xa xa là hình ảnh những cái đàn chim. Đây là hình ảnh cây cau, bú tre này, ngôi nhà tranh nhỏ bên cạnh cái buồng chuối, bụi chuối, những con thuyền nhỏ xa xa. Tiếp theo sẽ đến hình ảnh ở mùa xuân. Xuân vạn sự như ý, đấy như là một cái câu chúc đầu năm, nên là vạn sự như ý, mọi thứ sẽ đều theo cái mong muốn, cái ý của mình. Ở cái cảnh này thì được chế tác hình ảnh là một cái cây đào rất là to ở bên cạnh một cái hiên nhà. Xa xa vẫn là hình ảnh núi, ở dưới là hình ảnh con thuyền nhỏ. Chắc chắn khi nhìn vào tác phẩm này sẽ còn nhiều cô chú sẽ thấy cái hoài niệm ở trong này, thấy những cảnh vật như rất là quen thuộc.
mà đang lựa chọn một cái món quà gì để tặng những người lớn tuổi, bố mẹ, cha chú, thì mọi người có thể tham khảo cái mẫu họa tiết này, mẫu họa tiết này để mọi người kính tặng đến những người thân yêu của mình. Xuân này. Tiếp theo cảnh cuối cùng ở trên tác phẩm này là hình ảnh mùa đông, đông thọ toàn phước lộc. Đây là cảnh mùa đông này, đông thọ toàn phước lộc. Ở cảnh mùa đông này thì được chế tác hình ảnh một cây tùng cổ thụ. Cây tùng cổ thụ rất là to, có hai nhánh cây. Xa xa là hình ảnh núi sông và hình ảnh những căn nhà nhỏ, một cây cầu bắc ngang qua một con sông. Cảnh được chế tác rất là sâu nhé, cảnh được chế tác rất là sâu. Mọi người nhìn thấy đấy, chế tác này, hình ảnh núi ở xa sẽ rất là mờ, cảnh ở đằng trước nhìn sẽ rõ hơn, nó sẽ tạo nên một cái chiều sâu cho tác phẩm, cái họa tiết.